Xin chào mọi người, thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo cái ký hiệu mặt cắt chi tiết cho những cấu kiện kết cấu nó dạng như thế này các bạn. Đây, những cái thế này. Đấy. Rồi, mình sẽ bắt đầu luôn. Thì mình sẽ vào new một cái family. Rồi các bạn vào phần annotation, các bạn chọn phần section head này các bạn. Đấy. Ok. Rồi, những cái phần cũ đây thì các bạn xóa đi. Rồi, mình sẽ nhất là mình sẽ tạo một cái label test đi. Rồi mình sẽ nói cho nó là 2.5. 2.5. Mình cho nó trong suốt đi các bạn. Rồi ok. Rồi, vào đây. Thì mình sẽ chọn là detail number các bạn. Đây. Cho nó thành hai chữ số đi, sau này cho nó dễ canh. Rồi, ok. Mình sẽ đưa về giữ cho nó cân bằng. Rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái đường cắt các bạn, cái đường cái dấu tích cắt đấy. Rồi mình sẽ để la này các bạn. Mình cho là 3 đi. Rồi thì mình hiện tại cái neckline này các bạn, mình bấm TL đi là cái hiện lên đó, nó khá là nhỏ so với cái này, nhưng mà mình muốn nó đậm lên thì mình sẽ vào đây, mình sẽ new một cái các bạn. Rồi mình double click từ đây nha, new từ đây nha. Rồi mình cả gọi là nét cắt đi các bạn. Rồi ok. Rồi mình sẽ chọn màu cho nó màu xanh cho dễ thấy. Và rồi cho độ dày nét là khoảng cho nó 6 đi. Ok, apply các bạn. Rồi ok. Rồi các bạn sẽ đưa cái này nó về thành nét cắt nè. Đấy. Rồi các bạn move nó về vị trí tim nè. Rồi ok. Rồi. Các bạn sẽ copy ra một cái là nó nằm phía dưới nữa. Rồi mình ở đây copy đi. Mình 90, ok. Cái này như nó đang 9 các bạn. Rồi, 3 đây. Sorry. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc căn chỉnh nó cho nó phù hợp thôi. Rồi, 3 lại đi. Mình di chuyển nó xuống. Đấy. Nó hợp lý thôi. Ok. Rồi thì mình sẽ tạo một cái biến visible để cho nó phù hợp với cái mà mình sử dụng nó nha. Rồi cái này đứng này mình đặt này các bạn. Là đứng nha. Đứng nha. Ok. Rồi cái này mình đặt là ngang nha các bạn. Ok. Ok. Rồi mình kiểm tra được rồi. Rồi ok. Mình sẽ set nha. Set nó đi. Set family. Rồi mình đặt là ký ký hiệu để cắt đi. Rồi ok, mình xoay nó lại. Rồi mình sẽ load vào cái project hiện tại mình đang sử dụng các bạn. Rồi project 1. Rồi, rồi hiện tại rồi. Đấy, các bạn chọn những cái mặt cắt trước của mình nè. Rồi, các bạn đưa nó vào cái phần detail nha các bạn. Rồi, hiện tại nó được detail nào, mình sẽ đắp display nó ra nè. Mình sẽ đặt tên là mặt cắt. Mặt cắt chi tiết gì đó đi. Chi tiết gì đó sau này mình sẽ đặt sau, hoặc chi tiết dầm hoặc chi tiết cột gì đấy. Rồi ok. Rồi các bạn sẽ vần vào đây các bạn. Đấy. Rồi cái phần phần đây nó sẽ có cái section cái đầu và cái đuôi đây, section head và section thigh đây đấy. Rồi các bạn
các bạn đắp đi khay luôn đi. Rồi bạn đắp đi khay ở cái phần mục đây nó như này, mặt cát chi tiết rồi, ok rồi các bạn chọn cái nè, cái hiệu nét cắt nè, rồi chọn cái hiệu nét cắt luôn nha. Rồi trên dưới là một loại nét nha các bạn. Rồi các bạn ok đấy, em hợp này thấy không, nó sẽ hiện hai cái mà mình hồi nãy mình đưa lần hai cái, rồi mình sẽ bằng cái vào cái family nè. Đấy các bạn đấy, tìm tới cái phần mà nét cắt nè, đấy bạn kích đúp vào cái phần ở dưới này nè, nó sẽ ra nè. Hiện tại mình muốn hiện cái đứng thôi đúng không, mình sẽ tích bỏ cái ngang đi đấy. Ô sao sorry mình muốn hiện cái đứng làm sẽ tích bỏ cái đứng luôn, là nó sẽ ngược lại các bạn đấy. Rồi đấy các bạn, rồi không còn cái này mà bạn muốn nó điều chỉnh cho nó thôi, mình giả sử cái nét cắt đây là cái nét nào ta, mình sẽ đắp điêu khay lên cái nữa nha các bạn. Đấy mình sẽ chọn nè, chi tiết nè, đấy đấy đấy, các bạn muốn điều chỉnh cái này cho nó về giữa, thì bây giờ mình giả sử mình lấy cái này mình kéo vào shift đi thì nó tự động nó sẽ nhảy cái đi theo number cho các bạn. Đây cái mình mới tạo ra đây, đấy đấy thì được không đấy. Rồi các bạn sẽ bằng cái phần vào cái bạn ghẽ đi, các bạn kéo cái đi theo không mới đó, đó kéo vào đây. Rồi các bạn trở lại cái phần mặt nhiên này nè, đây nó sẽ nhảy số 2 này. Đấy giờ hiện tại nó khá là sát các bạn, thì các bạn vào đây edit lại nè, đấy sát nè, mình sẽ đưa ra một tí. Thì hiện tại mình chỉ mới có sử dụng cái đứng thôi, còn cái ngang thì có thể là các bạn sẽ sử dụng trụng cho những cái nét cắt mà nằm ngang chẳng hạn, và những hợp khác thì tạm thời mình sẽ tạo hai cái đó để sẵn, để đến lúc mình sử dụng thì mình sẽ show ra cho bạn coi. Rồi chúng ta trở lại cái project của lúc nãy đây. Rồi chúng ta lại, ta sẽ load và rồi ok này, chúng ta đè luôn nè, đấy nó nhảy ra đó. Cái đây do các bạn canh chỉnh thôi. Đây, bây giờ nè, bây giờ mình muốn bỏ cái nét này các bạn. Rồi bỏ nha, bạn làm theo mình nha, các bạn vào VG nha, VG hoặc là VV cũng được. Và này object style nè, các bạn vào vòng session nè, annotate nha, session nè, đây nó session line các bạn. Đấy các bạn sẽ đổi nó thành màu trắng đi, ok, đưa nó thành nét chấm chẳng hạn, đốt đi, ok rồi sổ xuống, bạn đổi cả hai luôn các bạn. Đây ok đấy, nó sẽ mất rồi các bạn. Đấy rồi mình sẽ nói thêm một số phần trong đây nữa. Đây khi mình edit cái này nè, nó sẽ có hai phần nha các bạn. Một là phần ở phía trên này là chuyên và ký hiệu, đây là đây sẽ có cái phần mà cái reference label á, có nghĩa là khi mình tạo một cái nét cắt tương tự như thế này, đấy đấy tương tự như thế nào mình chọn, thì đấy nó sẽ hiện cái chữ similar này lên nè, có nghĩa là nó là cái mặt cắt giả. Thì cái mà thì hiện tại cái biến mình bên này á thì mình không để cái phần reference label đó thôi, bây giờ mình để cái phần biến reference label vào nha các bạn. Rồi mình để vị trí này đi, đấy reference label, đây mình đưa qua nha, ok rồi mình đưa nha. Ôi, giả sử mình chỉnh nó đi, để nó luôn đi, mình nó đưa nó là một chấm thôi, ok đấy. Rồi mình sẽ load vào cái dự án mình nha. Rồi đây Orion, đây nó sẽ nhảy đây, cái mặt cắt đây giống như là cái mỏng cắt giả, nó tham chiếu từ cái mặt cắt có sẵn. Ví dụ như trường hợp là bạn chi tiết dầm nè, ở cái vị trí này nè, cái mặt cắt nó giống như cái đây, thì các bạn chỉ việc nè, các bạn chỉ việc kết vào mặt cắt này, rồi các bạn ở đây, rồi các bạn chọn một cái mặt cắt để tham khảo, rồi chọn nó là bao nhiêu nhiêu đấy, rồi mình sẽ vẽ ra đây. Cái này nó chỉ có mặt cắt là nó chỉ có chức năng là tham chiếu thôi nha các bạn. Hiện tại thì mình đang tham chiếu ở cái mặt cắt số 13 chứ không phải là mặt cắt đây, thì mình chỉ nói ví dụ cho các bạn biết như vậy. Rồi mình sẽ trở lại cái phần project của mình. Rồi
Đó là phần thứ nhất về cái mặt cắt. Dạ. Thứ hai á, là cái phần dưới đây nè, các bạn có thể set cho nó một cái view template cho mặt cắt dầm hoặc là mặt cắt cột chẳng hạn. Đây, các bạn giả định mình sẽ chọn, sau khi mà mình tạo một cái view template cho mặt cắt cột hoặc là mặt cắt dầm nó ok rồi á, mình sẽ xét vào nó đây. Khi mình tạo ra là tự động nó sẽ sử dụng cái view template đó, nó làm cho cái view mình đang chuẩn bị tạo. Và cái phần dưới đây á, là có nghĩa là khi mình new một cái, mình WK một cái view mà dependent á, là nó cũng sử dụng cái template này luôn. Khi mình tích vào thì nó sẽ sử dụng cái template đó. Trong trường hợp ấy là trong trường hợp các bạn cái mặt cắt dầm nó dài quá chẳng hạn, cho mình sẽ nói nó các bạn luôn. Đây, trong trường hợp cái mặt cắt nó dầm nó dài quá, các bạn sẽ WK lên hai cái rồi các bạn nhét vô thì bắt buộc cái mà đó mình sẽ nói luôn các bạn. Chi tiết dầm đi. Đây trong trường hợp nè, cái mặt cắt nè. Đây, mình đang là WK về dependent nè. Đấy, WK. Đấy, dependent nè, có nghĩa là khi WK ra cái mới này nó cũng vẫn sử dụng cái template nha các bạn, chứ nó không có bỏ nha. Nếu nó bỏ thì mình phải làm lại từ đầu đó các bạn. Đấy, thì cho nên các bạn lưu ý cái phần đó, khi mình hiệu chỉnh cái mặt cắt thì mình nhớ xét luôn cái phần trong cái bảng property đây, các bạn tích vào luôn. Rồi, ok. Rồi, hiện tại hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Rồi, chào các bạn. Mình sẽ gặp vào các bạn vào sau.